Chiều ngày 24 tháng 4, truyền thông bóng đá Anh đồng loạt đưa tin về cái tên tiềm năng sẽ thay thế cho Jurgen Klopp ở vị trí thuyền trưởng của Liverpool. Chiến lược gia người Đức đã thông báo đây sẽ là mùa giải cuối cùng của ông với tư cách là huấn luyện viên trưởng của lữ đoàn đỏ. Di sản quá lớn mà Klopp để lại tại đội chủ sân Anfield khiến ba lãnh đạo đội bóng vô cùng đau đầu để chọn ra cái tên thích hợp thay thế cho ông. Sau khi Xabi Alonso quyết định tiếp tục dẫn dắt Bayer Leverkusen ở mùa giải tới, rất nhiều dấu hiệu cho thấy The Kop đã tiếp cận huấn luyện viên của Sporting Lisbon là Ruben Amorim với mong muốn bồi thường hợp đồng và đưa ông về đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, vẫn chưa có bất kỳ một cuộc thảo luận chính thức nào giữa hai bên và mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt. Thời điểm hiện tại, cái tên được báo chí nhắc đến nhiều nhất đồng thời là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Liverpool, gọi tên Arne Slot. Vậy Arne Slot là ai và ông có thể mang lại những gì cho lữ đoàn đỏ nếu cập bến Anfield? Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano mới đây đã xác nhận Liverpool sẽ có cuộc đàm phán chính thức với huấn luyện viên người Hà Lan để thống nhất khoản tiền bồi thường hợp đồng cho câu lạc bộ Feyenoord và thảo luận về bản hợp đồng tương lai giữa hai bên. Việc một câu lạc bộ lớn như Liverpool tỏ ra vội vàng như vậy cho một vị trí vô cùng quan trọng của đội bóng đã phần nào minh chứng cho giá trị của chiến lược gia người Hà Lan này. Arne Slot sinh năm 1978 và hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Feyenoord ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Khi còn là cầu thủ, ông chơi cho một đội bóng ít tên tuổi như là FC Jolie, Breda, Sparta, Rotterdam. Ông giải nghệ sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2013 và ngay lập tức lấn sân sang con đường huấn luyện viên, nơi đã mang lại cho ông nhiều vinh quang và danh tiếng hơn. Huấn luyện viên người Hà Lan được nhận xét là một người vui tính, hài hước, nhiệt tình, khá giống Jurgen Klopp. Vào năm 2019, Slot trở thành huấn luyện viên trưởng của AZ Alkmaar. Ông trải qua mùa giải đầu tiên dở dang với đội bóng khi giải đấu bị hủy bỏ giữa chừng do đại dịch Covid-19. Tới tháng 12 năm 2020, Slot bị AZ sa thải vì cho rằng ông đã tự ý đàm phán với Feyenoord. Ông chuyển tới dẫn dắt Feyenoord hai tuần sau đó nhưng chỉ được chính thức công nhận vào cuối mùa giải 2020-2021 sau khi người tiền nhiệm Dick Advocaat chính thức hết hợp đồng. Trong mùa giải đầu tiên cầm quân, Slot đã đưa Feyenoord từ thứ 5 lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên này cũng đưa đội bóng đến trận chung kết Europa Conference League mùa giải 2021-2022 nhưng lại để thua Roma của người đặc biệt. Đáng nói đây là trận chung kết châu Âu đầu tiên có sự góp mặt của một đại diện đến từ Hà Lan kể từ năm 2002. Mùa giải 2022-2023 thậm chí còn thành công hơn khi ông giúp đội bóng này lên ngôi vô địch giải Hà Lan sau 6 năm chờ đợi. Từ đó ông được nhiều câu lạc bộ lớn hơn để mắt đến, trong đó có Tottenham. Tuy nhiên ở mùa hè 2023, ông vẫn quyết định ở lại câu lạc bộ Hà Lan. Thời điểm hiện tại của mùa giải năm nay, Feyenoord dưới sự dẫn dắt của Arne Slot đang đứng ở vị trí thứ 2 với 72 điểm, kém đội đầu bảng PSV 9 điểm. Cựu đồng đội của huấn luyện viên này tại Breda, Edwin de Graaf, từng chia sẻ với The Atlantic về những dấu hiệu cho thấy Slot đã trở thành một huấn luyện viên giỏi trong tương lai. Slot là người hay đặt câu hỏi, anh ấy sẽ hỏi huấn luyện viên tại sao lại sử dụng chiến thuật này hay chiến thuật kia. Ở trong phòng thay đồ, anh ấy sẽ thảo luận với cả đội về cách mà đội bóng pressing hoặc phòng thủ. Anh ấy luôn đưa ra những gợi ý cho huấn luyện viên. Nhưng anh ấy làm điều đó một cách rất tích cực. Slot không tỏ thái độ kiêu ngạo mà luôn đưa ra góp ý một cách chân thành. Ngoài ra, anh ấy cũng rất nhanh nhạy trong việc phân tích lối chơi của đối thủ. Trong cuộc phỏng vấn của huấn luyện viên người Hà Lan với Football International, ông không ngần ngại thừa nhận bản thân là một người cuồng kiểm soát, giống với Pep Guardiola. Tôi không muốn so sánh mình với Pep, nhưng ông ấy là người theo đuổi sự kiểm soát giống như tôi. Man City dưới thời Guardiola mang đến cho tôi niềm vui và sự thích thú trong bóng đá. Đó là câu lạc bộ tôi thích xem nhất trên thế giới, và tôi cũng theo dõi luôn cả Napoli, Arsenal, Brighton. Nếu nhìn vào bản thân, tôi luôn có thể giành chiến thắng ngay cả một tuần trước khi trận đấu diễn ra. Tôi cố khắc họa chiến thuật đã chọn vào đầu các cầu thủ nhiều nhất có thể. Sơ đồ chiến thuật ưa thích của Arne Slot là 4-2-3-1 và nó đang giúp ông gặt hái được thành công với Feyenoord. Hệ thống của ông vận hành theo mô hình cổ điển với hai tiền vệ phòng ngự bọc lót cho hàng thủ, trong khi hai hậu vệ biên dâng cao. Thủ môn sẽ là vị trí phát động tấn công với những đường phân bóng dài lên tuyến trên, cho phép các tiền vệ nhanh chóng thoát khỏi sức ép từ hàng thủ của đối phương. Điều này cho thấy huấn luyện viên người Hà Lan là một chiến lược gia có thiên hướng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nhà báo Kevin Van Nuven từng chia sẻ với TNT Sports rằng Erik ten Hag và Slot là hai nhà cầm quân thế hệ mới của bóng đá Hà Lan khi họ không theo đuổi triết lý tấn công tổng lực. Với Slot, một hàng thủ vững chắc với tất cả các thủ hiểu rõ vai trò của mình thì đội bóng ắt sẽ có thể chơi tấn công tốt. Với việc Slot là người ưa thích kiểm soát và gây áp lực liên tục trên khắp mặt sân, điều này là một lợi thế cho chiến lược gia này khi lữ đoàn đỏ dưới thời Klopp cũng nổi tiếng với triết lý Jurgen Pressing.
Lối chơi pressing mà Slot đang áp dụng tại đội bóng hiện tại tỏ ra cực kỳ hiệu quả, biến Feyenoord trở thành câu lạc bộ có tỷ lệ gây áp lực tốt nhất trong 7 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Để so sánh, đội bóng của Slot đã thực hiện 722 lần đánh chặn từ đầu mùa, trong khi Liverpool ít hơn với 706 lần. Dù đẳng cấp của hai giải vô địch quốc gia Hà Lan không thể so sánh với Premier League, nhưng thông số trên chứng minh Slot có thể nhanh chóng điều hành tốt bộ máy mà Klopp để lại. Thứ mà Michael Edwards kỳ vọng ở Arne Slot đâu chỉ vì cách vận hành sơ đồ trên mặt giấy tờ nơi thuộc về chuyên môn của mỗi đội bóng, mà đó còn là khả năng kiểm soát vòng thay đồ của chiến lược gia đang thuộc biên chế Feyenoord. Đây nói chính xác lại là điều mà Slot có thừa, vì thế người ta hay gọi ông với cái danh xưng là người quản lý cầu thủ chứ chẳng phải nhà hoạch định về mặt chiến thuật. Thực tế đã có những phát biểu tới từ một trong số các nhà báo nổi tiếng, đó là Dennis Van Essen, người thuộc biên chế của kênh truyền hình quốc gia Hà Lan, RTV. Ông ấy luôn thích ôm động viên cầu thủ, mọi cá nhân trong đội đều thích ông ấy, vì ông ấy tạo ra sự hòa hợp ở một môi trường chuyên nghiệp. Nghe có vẻ bình thường, nhưng ngày nay, khi mà cầu thủ đã có nhiều tiếng nói hơn, việc không thể kiểm soát phòng thay đồ của một đội bóng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Và thật may ở Liverpool từ trước đến giờ, Klopp đang làm thật tốt điều đó. Và nếu họ muốn duy trì được mấu chốt của sự gắn kết trong đội hình, họ buộc phải tìm được thứ cá tính tương tự. Arne Slot cũng đáp ứng được những yêu cầu thuộc về mặt tình cảm ấy một cách thật sự khôn khéo và cuồng nhiệt. Tiến tới cách vận hành khi cập bến Anfield, đội hình với hai trung vệ của Slot sẽ yêu cầu họ là những người có khả năng chơi chân và chuyền bóng tốt, trong khi hai hậu vệ cánh được giao nhiệm vụ đẩy cao và chơi rộng. Hai tiền vệ trung tâm có vai trò thu hồi, phân phối bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Chơi phía trên là bộ đôi tiền vệ cánh có nhiệm vụ di chuyển liên tục để tạo ra những tình huống luân chuyển quả bóng với tốc độ cao nhằm tiếp cận khung thành đối phương. Khi không cầm bóng, cầu thủ phải có trách nhiệm dâng cao, tạo sức ép nhằm chiếm lại quyền kiểm soát bóng nhanh nhất có thể. Cách tổ chức đội hình này khiến người ta liên tưởng tới một lối chơi lai giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Cặp hậu vệ biên cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cách vận hành khối đội hình mà Slot mong muốn, nơi ông đòi hỏi những invert fullback, mấu chốt là khả năng điều tiết trái bóng để cùng những Dominic Szoboszlai hay Mark Allister xây dựng lối chơi từ phần sân nhà. Và thật trùng hợp, Trent Alexander-Arnold lại là một chuyên gia trong việc bó vào trung lộ và phát triển bóng như vậy. Một điều khá ấn tượng nữa cũng là lý do người ta tin về sự phù hợp của chiến lược gia người Hà Lan khi thay thế Jurgen Klopp, đó là rất thường xuyên thực hiện tấn công theo kiểu chồng biên, nơi hai hậu vệ ở hai hành lang cánh sẽ chạy kéo rộng chiều dài sân, tận dụng được những đường chọc khe xẻ nách của tiền vệ trung tâm trước khi thực hiện những đường căng ngang hoặc tạt bóng với độ căng và độ cuộn rất cao. Cuối cùng, thứ làm nên triết lý vận hành đội hình đầy năng lượng mà Slot răng ra cũng được thể hiện ở những tình huống tấn công, khi các tiền vệ và tiền đạo cánh tìm cách chạy vào vòng cấm khi bóng ở 1/3 cuối sân, thường đưa 4 hoặc 5 cầu thủ vào những khu vực này để tạo ra tình trạng quá tải. Lợi thế về quân số trong vòng cấm buộc đội phòng ngự phải đưa ra quyết định và bỏ ngỏ một số cầu thủ. Với Arnold, không có cụm từ ngừng chạy và ông vẫn duy trì thứ triết lý đó đến thời điểm hiện tại. Nhìn chung, mặc dù vết xe của Erik ten Hag vẫn còn đó, nhưng đây là điều mà Slot buộc phải chấp nhận và chứng minh rằng chúng tôi, những người theo trường phái bóng đá kiểu như Pep Guardiola, hoàn toàn có thể làm được y như vậy trong tương lai sắp tới. Trước mắt ông, đó có thể là một Liverpool vẫn đang sở hữu một nền móng vững chắc, nhưng nhà thiết kế đại tài người Hà Lan ơi, ông sẽ xây dựng nền bóng đó thành cung điện lộng lẫy đến nhường nào nhỉ? Hãy cho những Liverpoolian chúng tôi biết nhé.